mời quý vị cùng nghe truyện Chu Sơn Người Hạ Sĩ Nhất của tác giả Nguyễn Vô Danh. Lời giới thiệu: một câu chuyện hiếm có, đầy tình người, rất cảm động với những hình ảnh hải hùng không bao giờ quên. Mọi chuyện dường như là có sắp đặt. Trong cuộc đời tôi, bao nhiêu lần giàu sanh ra tử, cứ tưởng là sắp đi thăm ông bà ông giải, nhưng lại chưa. Bà xã thỉnh thoảng vẫn chọc quê: nghèo mà ham, anh tưởng muốn đi là đi hả? Tôi chưa cho anh đi thì không được đi đó, nghe chưa? Chuyện tình duyên thì cũng rụp. Ý tôi muốn nói đó là suôn sẻ đó. Còn chuyện người anh kết nghĩa thì như trên trời rơi xuống. Đúng là người tính hổng bằng trời tính mà. Tía tôi hay nói như vậy. Nói xa nói gần hổng bằng nói thiệt. Tôi là con một trong gia đình nông dân nghèo. Nghe má kể lại thì lúc được 1 tuổi rưỡi tôi bị bệnh ban hay gì đó. Mà hai thầy thuốc nam trong miệt cồn dừa tỉnh Phong Vinh này đều bó tay. Tía bằng lòng bán miếng ruộng duy nhất của gia đình để có tiền đưa tôi lên Sài Gòn chữa bệnh. Nhưng đường đi quá cực khổ và có thể tôi sẽ chết trên đường trước khi tới nhà thương. Thành ra lại phải trở về khi đi chưa được 1/5 đường. Không lẽ ngồi khoanh tay nhìn con mình chết? Tía nghe người ta mách hái mấy lá gì đó trộn với sả nấu cho tôi uống. Uống xong, nghe má kể, tôi giật mấy cái rồi nằm sủi lơ, rồi ngủ luôn 2 ngày. Khi tôi thức dậy, má khóc quá trời vì quá mừng. Qua được cơn bệnh này thì tôi hơi chậm lớn và cũng hơi chậm nói, nghe má nói như vậy. Giờ ngồi nghĩ lại, thấy thương ông bà quá trời. Khi được 5-6 tuổi, tôi hay theo tía ra đồng, coi giùm tía mấy cái cần câu trong lúc ổng làm ruộng. Ngồi không có gì làm, tôi thường lượm gạch hay sỏi để chọi chim, rắn hay chuột đồng. Nhiều hôm tôi chọi trúng được vài con chuột hay là chim đem về cho má nướng. Còn cá trê tía câu, má kho tiêu ngon lắm. Thỉnh thoảng tía uống rượu đế với mồi cá kho tiêu, và khi uống rượu, tía nói nhiều hơn mọi ngày. Phải nói là cuộc sống khá êm đềm. Tới 8 tuổi tôi mới đi học, nhưng tôi học dở lắm, chắc là tại quá ham chơi. Khi rảnh, tôi làm ná bắn chim thay vì chọi như hồi nhỏ. Tôi cũng hay chơi bắn bi với tụi nhỏ hàng xóm. Phải nói là tôi dùng ná rất giỏi, vì ngày nào tôi cũng đem chim, vịt trời hay chuột về cho má làm đồ ăn. Khi bắn bi cũng vậy, tụi bạn thua tôi dài, thành ra có tiền mua bánh tráng, xôi với cà lem ăn. Chỉ có học là tôi dở thôi, học đó rồi quên đó, phải học lớp 5 đến 2-3 lần mới được lên lớp 4. Có lần tan học trên đường về, tôi theo bạn bè vào vườn mía đỏ bỏ hoang. Thân mía màu ưng ửng hồng, mềm và ngọt khỏi chê luôn. Muốn được mía lớn, tôi phải đi tuốt vô trong sâu. Đang kéo chiến lợi phẩm ra, thì tôi thấy đau điếng dưới chân. Nhìn xuống thì trời ơi, một con trăn bự đang cắn chặt vô cái bắp chuối. Tôi cố kéo chân ra, nhưng hỏng xong vì con trăn mạnh quá. Thân nó trườn tới và quấn luôn chân kia. Biết là hỏng xong nếu tiếp tục cái đà này, tôi la cầu cứu, nhưng vì ở tuốt trong sâu, hỏng ai nghe. Hai chân bị trăn cột xiết rồi, tôi ngã sóng xoài. Chuyện đi thăm ông bà là cầm chắc trong tay. Hai chân đã tê cứng, chợt nghĩ tới tía và má. Tôi như bừng tỉnh và quơ đại cái cặp táp. Đang dùng cái cặp táp da đập vô đầu con trăn, cây viết văng ra. Tôi dùng cây viết đâm túi bụi vào mắt con trăn. Đâm hết mắt này rồi đâm qua mắt kia. Chắc là bị tôi đâm khá sâu vào mắt, con trăn tự nhiên nhả chân ra, lăn lộn, không xiết nữa,
và bò đi nơi khác. Hôm đó má khóc nhiều lắm. Má cứ lẩm bẩm cảm ơn ông bà che chở. Má nói là số tôi chưa rụng. Tía tới vườn mía quang và bắt được con trăng mù cổ bà chản, đem ra chợ bán thịt được gần 20 đồng. Lúc đó một lượng vàng chỉ có 65 đồng. Tía nói sẽ dùng tiền này cho tôi khi đi học xa hay lúc cưới vợ. Tía cấm không được đi vô rừng mía đó nữa. Nói cho cùng, sau cái vụ trăng quấn thì có cho tiền tôi cũng không dám vô. Tôi học ạch đụi tới năm 15 tuổi mới học xong lớp nhất. Thấy tôi học chậm, tía cho tôi ở nhà phụ làm rẫy. Mùa hè năm sau, nhóm trẻ tụi tôi đá banh thắng nhóm bên Cồn Cát 3-2. Tôi đá vô gôn luôn 2 trái trong vài phút chót vì tôi chạy lẹ lắm. Được 80 đồng phần thưởng, tôi dẫn đội banh nhà ra chợ ăn gỏi đu đủ và uống nước mía. Thấm, cô bán nước mía nhận ra tôi, nhưng tôi không nhận ra cổ. Hỏi ra mới hay là tôi học cùng với Thấm 6 năm trước. Cổ khác hẳn con nhỏ ốm nhom đen thui hồi đó. Thấm giờ có da có thịt, da bánh mật, nói chuyện có duyên và biết buôn bán. Sau lần đó, tụi tôi kết nhau. Đưa Thấm về nhà, tía và má mừng lắm. Má nói là má luôn muốn tôi có người anh để giúp đỡ bảo bọc vì tôi chậm chạp và thật thà. Nay có người bạn đời giỏi như Thấm đến với tôi, má vui lắm. 8 tháng sau, tụi tôi lập gia đình. Khoảng 1 năm sau khi cưới vợ thì tôi phải nhập ngũ. Chỉ sau vài tháng trong quân trường Quang Trung, vì được nhiều sự chú ý của các huấn luyện viên cao cấp bởi tôi chạy đua rất mau. Chắc vì muốn thắng đá banh để có tiền mua nước mía. Và tôi bắn súng hết sảy. Hay là vì chọi đá bắt chuột, dùng ná bắn chim, bắn bi kiếm tiền mua đồ ăn hồi nhỏ. Tôi được huấn luyện đặc biệt để trở thành xạ thủ. Khi mãn khóa ở Quang Trung, tôi được di chuyển lên Kon Tum với cấp bậc binh nhì trong đội biệt kích. Nhiệm vụ của tôi là trốn trên những đồi cao có nhiều cây, quan sát, truyền tin và bắn tẻ khi được lệnh. Có khi tôi đi chung nhóm 3 hay 5 người và có khi chỉ có mình ên. Thường được thả trên rặng Trường Sơn vào những đêm sương mù dày đặc. Những lúc đi xa, tôi nhớ Thắm, nhớ má và tía lắm. Cái sướng của công việc này là tôi dùng sở trường của mình chạy mau và bắn giỏi để phục vụ đất nước. Tôi cũng khoái dụ trốn trên núi cao vì hồi nhỏ thích đi chơi năm 10. Sếp tôi dặn là bất cứ ai hỏi thì phải nói tôi là lính kiển gác kho gạo trên Đà Lạt. Mà cũng hay vì sau khi núp trên núi vài tháng nên da trắng và tóc dài, tôi dòm cũng giống lính kiển lắm chứ bộ. Sau mỗi lần đi công tác vài tháng, tôi được nghỉ phép cả tháng với rất nhiều tiền. Hình như là tiền tử khi về thăm gia đình. Tiền bạc dồi dào, tôi mua đồ cho mọi người múc chỉ. Vì vậy, bạn bè hàng xóm thương, che chở và giúp đỡ tôi. Lần đó, sau khi về thăm nhà chưa được 2 tuần lễ, tôi bị gọi về gấp vì có chuyện lớn. Đi lẹ ra Ô Môn, vô sân bay Trà Nóc, bay thẳng về Kon Tum để nhận lệnh. Trước khi được điều động lên một địa điểm bí mật trên rặng Trường Sơn để thăm dò như các lần trước, tôi được dặn là phải cố gắng nhiều vì 2 đồng nghiệp biệt kích đã mất tích trong vùng đó. Điều may mắn là lần này tôi tìm được 2 người biệt kích kia không xa nơi đáp xuống. Một người đang bị bệnh, máy truyền tin bị hư và đạn dược thiếu thốn tại một số lớn quân nhu bị rớt mất khi thả dù. Tụi tôi núp trong một hang núi có nhiều cây rậm rạp. Điều không may mắn lần này là tụi Việt Cộng biết được sự có mặt của nhóm biệt kích vì họ tìm ra số quân nhu và dụng cụ bị rớt. Họ lùng kiếm ráo riết. Để được an toàn, tụi tôi im hơi lặng tiếng và chỉ bắn khi thiệt cần. Sau cùng cũng phải bắn trả vì tụi nó tới quá gần.
nhưng tụi tôi bắn thật ít vì thiếu thốn đạn dược. Bọn diệt cộng dù đông hơn, nhiều đạn hơn, nhưng không dám mạnh dạn tiến lên vì bọn chúng ở vị trí dưới thấp. Trong khi nhóm tụi tôi ở phía trên cao bắn xuống, phát nào trúng phát nấy. Cầm cự được hơn 6 tiếng đồng hồ thì nhóm tôi gần như hết đạn, chỉ còn vài trái lựu đạn để tử thủ. Tôi không nghĩ là mình qua được con trăng này. Nghĩ tới Thắm, Tía và Má, tôi chạnh lòng. Trong cơn nguy hiểm như chỉ mành treo chuông, bỗng nhiên máy bay trực thăng tiếp cứu tới. Máy bay phải đánh đông phạt tây, điệu hổ ly sơn và dùng quả mù để cứu nhóm tôi. Trong phi vụ này, tôi bị thương vì té gãy tay và được đưa về chẩn y viện Cộng Hòa điều trị. Sau thời gian dưỡng thương, tại tay không còn khỏe và chính xác như ngày trước, tôi được chuyển về một quận lỵ nhỏ gần suối Dây, tỉnh Tây Ninh, với cấp bậc hạ sĩ nhất và giả từ cuộc sống biệt kích đặc biệt từ đó. Khoảng 4 tháng sau thì Thiếu Quý Đức, người Bắc, tới làm phó quận trưởng. Tôi được lựa làm gạt đờ co, bảo vệ cho ông phó. Vài lần đang lái xe jeep chở ông phó đi quan sát ngoài biên giới quận thì tụi cộng phỉ bên kia rừng tràm bắn lén. Vừa nghe tiếng nổ là tôi phản xạ, đẩy Thiếu Quý Đức xuống, che cho ông, và cùng lúc tôi nhả hàng loạt đạn về phía tiếng nổ. Sau vài lần như vậy, tôi được tin cẩn hơn và trở thành cánh tay trái của ổng. Tôi luôn khuyên ổng phải cẩn thận vì đây là vùng sôi đậu, không biết ai là địch, ai là thù. Thiếu Quý Đức là thượng cấp, nhưng ổng cũng xem tôi như người nhà. Một lần đưa ổng đi xem nhà cửa của dân làng do nhóm lính sửa chữa, Thiếu Quý Đức gặp cô Hân, con gái bà chủ căn nhà ở cuối quận, kế bên con sông nhỏ ngăn cách khu rừng tràm âm u bên kia. Theo như tôi thấy thì hình như lúc gặp cô Hân, Thiếu Quý Đức bị tiếng sét ái tình hay sao đó, vì ổng đứng như trời trồng và nói năng lắp bắp. Thấy kỳ quá, thêm nữa khu này nguy hiểm khi trời sâm sẩm tối, tôi nói thay cho ổng. Trễ rồi Thiếu Quý, mình phải đi về. Chào cô. Cô Hân đẹp, ăn nói khéo léo, chắc là người bên kia gài lại đây. Tía của cô vắng mặt, hay là ông ta đã tập kết ra Bắc? Thêm nữa, tên Ba Thọt ở đối diện nhà cô, một người có tiểu sử và hành động rất khả nghi, thường qua lại nhà cô thăm viếng. Mỗi sáng khi cô Hân đi làm ngang văn phòng quận, tôi thấy cô cố tình đi chậm lại, hay là cô đang nghe ngóng tin tức, hay là xem cá có cắn câu chưa, hay là đang dò xét tình hình trong văn phòng quận để tường trình cho phe bên kia. Hàng trăm câu hỏi nhưng không có câu trả lời. Thôi, tốt nhất là đề phòng thì vẫn hơn. Vài tháng sau, Kon Tum, Ban Mê Thuột và nhiều vùng cao nguyên thất thủ, rồi Bảo Lộc, Mandaguy vào tay bọn quỷ đỏ. Một buổi chiều tháng 4, tụi cộng phỉ đem xe tăng, súng lớn tới tấn công quận. Đại Quý Long quận trưởng mất tích, Thiếu Quý Đức và các anh em quân đội tụi tôi liều chết bắn chặn quân địch. Trước quả lực quá mạnh của địch, lực lượng tiểu đoàn phòng thủ quận tan rã. Kẻ chết, người bị thương, người chạy trốn. Tôi và Thiếu Quý Đức đều bị thương nhẹ. Cùng đường, hai thầy trò chạy về phía cuối quận. Đinh ninh là Ba Thọt hay cô Hân sẽ chờ để bắt sống hay thanh toán tụi tôi ở đó. Tôi cầm chắc khẩu tiểu liên, sẵn sàng mạng đổi mạng. Khi chạy tới gần con sông cuối quận, nhà cô Hân, Thiếu Quý Đức ngã quỵ vì kiệt sức. Đang đỡ Thiếu Quý Đức lên thì cô Hân chạy ra, mở cửa rào, ra dấu cho tụi tôi vào nhà gấp. Khi vào trong, cô băng bó cánh tay của Thiếu Quý Đức. Cô đưa cho tụi tôi hai nắm cơm và ít nước lạnh để ăn cầm hơi. Trong lúc tôi và Thiếu Quý Đức ăn, cô lấy hai ruột xe đạp, bơm lên và đưa cho tụi tôi. Cô ta chỉ tay vào con sông sau nhà. Hai anh thả nổi chừng 8 hay 9 cây số tới nhà thờ suối Dây.
Nhớ tìm người linh mục gốc Nam Định xin giúp đỡ, chừng nào khỏe lại thì đi. Nếu tình hình lộn xộn quá thì trốn qua Campuchia, hay anh đi cho lẹ trước khi họ tới đây. Lúc đó tôi mới biết là mình sai. Cô Hân là người ơn chứ không phải là dẹm như tôi nghĩ. Món nợ cứu mạng này lớn lắm. Khi tụi tôi xuống sông thì trời đã tối. Nương theo dòng nước, hai thầy trò tới nhà thờ Suối Dây khoảng 2 giờ sáng. Người linh mục giấu tụi tôi ở đó gần 3 tuần lễ dưỡng thương. Khi gần như hồi phục hoàn toàn, Thiếu Quý Đức và tôi chia tay. Hôm đó cả hai đều khóc. Thiếu Quý Đức nghẹn ngào: "Hạ sĩ Nhất Sơn, tôi bao giờ cũng xem chú như người nhà. Cảm ơn chú đã làm việc với tôi trong 2 năm qua và đã giúp đỡ tôi trong cơn hoạn nạn này. Nếu còn duyên thì anh em mình sẽ gặp lại." Sau khi từ giã Thiếu Quý Đức và người linh mục, tôi về Cần Thơ đoàn tụ với gia đình. Mất mấy ngày mới về tới Sài Gòn. Thành phố giờ có tên mới, tôi không quen dùng cái tên mới đó. Phải mất thêm cả tuần nữa mới quá giang về đến Cồn Dừa vì xe cộ bị đình trệ sau ngày đổi đời. Cái ngày mà hàng vạn người vui nhưng hàng triệu người buồn. Khi bước vô nhà, má bật khóc vì quá mừng. Thắm thấy tôi tiều tụy quá cũng khóc. Tía thì nhờ người hàng xóm đi mua ít đồ ăn mừng ngày đoàn tụ. 2 hôm sau, 3 tên công an tới nhà chĩa súng bắt tôi đi lên xã. Tên xã trưởng là một tên Bắc Kỳ răng hô mã tấu, bẩn thỉu, với khuôn mặt khắc khổ nhăn nheo như một cái mền rách. Hắn đập bàn đánh phủ đầu với giọng Bắc đặc sệt vô văn hóa: "Mày có biết tội phản động làm việc cho CIA của Mỹ ngụy nặng như thế nào không? Tội ác của mày lớn lắm, mày có nợ máu với nhân dân." "Thưa đồng chí xã trưởng, ai là đồng chí với bọn phản động như mày?" "Dạ thưa xã trưởng, tôi chỉ là lính kiển gác kho ở Đà Lạt, tôi có bắn giết ai đâu." "Tao có hồ sơ của mày, đừng có chối cãi nữa, nhận tội đi, may ra được đảng khoan hồng." "Thưa xã trưởng, chắc là có người trùng tên, chứ tôi đâu có làm gì như vậy." "Giam thằng này lại, đồ ngoan cố mất dạy. Tuần tới, đưa nó lên phòng công an tỉnh để giải quyết." Tôi bị nhốt 8 ngày trước khi bị chuyển lên công an tỉnh Cần Thơ. Khi vào gặp tên trưởng phòng công an, tôi không dè đó là thằng Quân trong đội đá banh ngày nào. Nó ăn gỏi đu đủ bò khô và uống nước mía với tôi sau các trận đá banh vài lần. Thêm nữa, mỗi lần tôi về thăm nhà, tôi đều có mua đồ cho thằng Quân và cho dì Tám má nó. Tôi cũng nói là làm lính kiển trên Đà Lạt khi nó hỏi. Thằng Quân nhận ra tôi ngay. Tôi chỉ trả lời bằng những gì mà sếp cũ của tôi dặn nói. Tôi đổ thừa là có người trùng tên. Nhờ thằng Quân dễ dãi, tôi thoát nạn. Tôi đi tù cộng sản mấy ngày dành cho hạ sĩ quan, sau đó về làm rẫy với gia đình ở Cồn Dừa. Xã hội dưới tay bọn Đảng Cộng sản Việt Nam xuống dốc như xe hỏng thắng. Ai cũng nghèo, đói và khổ cực. Gia đình tôi làm rẫy cũng bữa đói bữa no, nhưng đỡ hơn nhiều người. Tôi lại bắn chim sẻ dịch trời như hồi nhỏ. Tiếp tục bắt chuột đồng, bắt cá lóc hay cá trê dưới ruộng làm khô lén để dành cho những ngày mưa gió. 2 năm sau, thắm cho gia đình tôi một tin vui là thằng con trai đầu tiên. Rồi 5 sau nữa thì thằng thứ hai. Khi miếng ruộng duy nhất của gia đình bị xung công, tia đầu rỉ sanh bệnh và ra đi 5 sau đó. Mất đất trồng trọt, gia đình dọn về Ô Môn năm 1979. Vợ chồng tôi làm công làm mướn bất cứ thứ gì ở chợ Ô Môn để kiếm tiền. Đã 8 năm, từ ngày rời Suối Dây, tôi không có tin tức gì về Thiếu Quý Đức. Tình cờ, năm 1983, khi đi mua bán đồ ở chợ Cái Răng, tôi gặp Đại Quý Long,
quận trưởng năm nào. Đại Quy Long mới được thả về từ trại tù khổ sai của Cộng sản trước đó 6 tháng. Và còn đang bị quản chế, đi đâu cũng phải xin phép và trình diện mỗi tuần. Thấy tình trạng Đại Quy Long thảm quá, tôi cho ổng một con khô mực và nửa ký gạo giấu trong sách tay. Đại Quy Long nói là có gặp Thiếu Quý Đức trong trại tù Cộng sản mùa thu năm 1977. Khoảng 2 năm sau, nghe nói là Thiếu Quý Đức vượt ngục rồi bị bắn chết ở biên giới Lào làm gương cho kẻ khác. Đại Quy Long cũng cho biết là khi được thả, trên đường về, ổng nghỉ một đêm tại quận lỵ ngày xưa vì không còn xe về Sài Gòn. Quận tiêu điều lắm, tôi hỏi về mấy người ở cuối quận kế bên con sông nhỏ. Đại Quy Long nói là hai căn nhà đó đã bỏ hoang, xiêu dẹo, không có người ở. Nghe làng xóm nói là bà già má cô Hân đã chết và chôn trong ngôi mộ nhỏ phía sau nhà. Đứa con gái là cô Hân thì biệt tâm, hình như đã chết trôi vì người ta tìm thấy dép của cổ và cục xà bông ở bờ sông sau nhà. Tôi nghe xong cảm thấy choáng váng như bị trúng gió. Hôm đó tôi về nhà khóc. Vợ tôi hỏi, tôi kể lại sự tình. Tội nghiệp vợ tôi, thắm làm một bàn thờ cho Thiếu Quý Đức trên nóc tủ kế bên bàn thờ của tía và má. Và tối đó cúng một chén cháo trắng. Làm ăn ở chỗ Ô Môn khó khăn, gia đình tôi mướn một miếng đất cách Ô Môn 20 cây số để trồng khoai mì và khoai lang. Tôi dạy hai đứa nhỏ làm bẫy bắt chuột đồng, làm ná bắn chim. Vợ chồng tôi thì quen cảnh nghèo rồi, chỉ tội hai đứa nhỏ thiếu ăn và tương lai mù mịt. Nhiều đêm nóng nực ngủ không được, tôi cứ nhớ lại những ngày tôi ở Suối Dây. Nhớ Thiếu Quý Đức và nhớ cả người đã cứu hai thầy trò. Chỉ biết chắt lưỡi thở dài cho người vắn số. Sau nhiều kế hoạch kinh tế do những đỉnh cao trí tuệ của Cộng sản đưa ra đều bị thất bại thê thảm, chính quyền thả lỏng và có ý muốn đi theo kinh tế thị trường tự do. Cuộc sống dân nghèo trở nên dễ thở hơn một chút. Gia đình tôi bắt đầu nuôi heo để thanh toán số khoai lang ung thúi khi bán hỏng hết. Làm sao tôi quên được buổi chiều hôm ấy? Đó là một buổi chiều đầu tháng 4 năm 1995, khi tôi đang làm rẫy, ngăn nước không cho vào đất trồng trọt quá nhiều, thì thấm ra rẫy, gọi về nhà có khách. Khi về nhà thì thấy hai người ăn mặc sang trọng có vẻ đàng hoàng. Tôi không nhận ra người đàn bà, nhưng người đàn ông thì nhìn quen lắm. Sau vài giây ngỡ ngàng, người đàn ông nhìn tôi và nói một cách ngậm ngùi trong nước mắt. Chú Sơn có nhận ra tôi không? Anh Đức đây. Hả? Ôi trời! Thiếu Quý Đức! Ông Phó! Tôi trả lời khi nước mắt bắt đầu ứa ra vì quá mừng. Đừng gọi như vậy, gọi là anh hay anh Đức, vì chú là em của tôi mà. Dạ dạ, ông Phó, à quên, anh Đức. Tưởng là anh đã... Gia đình tôi làm bàn thờ cho anh mười mấy năm nay. Thắm ơi, đây là anh Đức. Thằng Tân, thằng Hoàng, ra chào bác Đức đi con. Còn đây là bà xã của anh. Dạ, chào chị. Dạ, chị tên gì? Tôi hỏi. Chú nhìn kỹ xem ai. Cô Hân ở Suối Dây đó. Thiếu Quý Đức trả lời. Tôi lặng cả người và đứng chết trân. Người ơn của tôi bằng xương bằng thịt ngay trước mặt. Thời gian như dừng lại, nước mắt bắt đầu chảy tràn trên mặt và giọng nói lạc đi. Tôi không có về có ngày này, 20 năm rồi. Cảm ơn anh chị đã nhớ đến tôi. Tôi mừng quá. Sao tới bây giờ anh chị mới tới? Tôi có nằm mơ không? Thiếu Quý Đức lau nước mắt rồi chậm rãi nói. Chuyện dài lắm sẽ kể sau.
Bây giờ anh chị mời cả nhà đi ăn mừng, tốn cả tuần đi kiếm cô chú đó. Nghe anh kể lại chuyện trốn khỏi trại tù năm 1979 và bao nhiêu lần vượt biên hụt, tôi nể quá. Chuyện chị Giả chết trôi để trốn khỏi suối dây và những lần vượt biên bị bắt cũng ly kỳ quá trời. Rồi đến khúc hai người gặp lại nhau bên Mỹ, tôi mừng như là chuyện của mình. Tôi hãnh diện có được ông anh và bà chị dâu giỏi như vậy. Mấy bữa sau, vợ chồng anh mướn xe đưa gia đình tôi đi thăm suối dây. Trên đường về có ghé Vũng Tàu tắm biển. Thấy thương bà xã và hai đứa con của tôi quá. Lần đầu tiên, vợ con tôi được đi xe hơi, được đi ra khỏi Cần Thơ, được lên Sài Gòn, được đi suối dây, được ra tắm biển Vũng Tàu, được đi ăn nhà hàng, được uống nước ngọt Coca-Cola. Trước khi về Mỹ, tôi hỏng dè, vợ chồng anh lại giúp một số tiền lớn để mua một cửa hàng gần chợ Ô Môn, buôn bán nông phẩm cho gia đình tôi đỡ cực. Anh chị nói sẽ về thăm thường xuyên hơn. Tối hôm đó tôi thắp nhang cho tía và má. Tôi thì thầm: má ơi, má luôn muốn là con có người anh để che chở cho con. Má ơi, điều má muốn đã xảy ra. Con cảm ơn tía và má. Như tôi đã nói, cuộc đời tôi như có sự an bày hay sắp xếp. Giàu sanh ra tử bao lần mà hổng sao. Duyên phận cũng thẳng tắp. Khúc sau cuộc đời cực thiệt, nhưng lại có thêm người anh nuôi và chị dâu hỗ trợ. Bây giờ tôi không có kỳ vọng nào hơn là sẽ có một ngày cái nhóm mắc dịch, khốn nạn, vô thần, vô đạo đức này tan rã cho tôi nhờ và cho người dân bớt khổ. Ngày đó chắc là phải re ha. Nguyễn Vô Danh, Seattle, một ngày buồn cuối tháng 4 2019. Kính thưa quý vị, truyện Chu Sơn Người Hạ Sĩ Nhất của tác giả Nguyễn Vô Danh đến đây là hết. Xin cảm ơn tác giả và quý vị đã cùng vào nghe. Hẹn gặp lại ở các truyện sau.